con chúc phước. We blessed. Và khai phóng sự sức dầu. And we release the anointing. Thì những anh chị em của chúng con. Yes. Sister and brother here. Và chúng con tin trong giờ này. We believe at this time. Sự sức dầu của Chúa. Your anointing. Chạy ngập những anh chị em của chúng con trong giờ này. Hãy tin trong giờ này. Hãy tin nhận sự sức dầu của Chúa trong giờ này. Chúa anh mỗi người chúng con. Chúa anh đầy dẫy sự sức dầu của Chúa. Để chúng con mạnh mẽ phục vụ của Ngài. Để chúng con thấy được sự yêu lòng của Chúa. Và để chúng con bước đi trong tình yêu của Ngài. Yêu Chúa và yêu anh em của chúng ta. Yêu Chúa và yêu hội thánh của Chúa. Cho để chúng con phục vụ vì cớ vinh hiển danh của Ngài. Chúng con cảm ơn Cha. Chúng con thành kính và cầu nguyện.